Đây là cây cốt khí, hay còn gọi là hổ trượng căn, điền thất, hoạt huyết đan. Cây này thường mọc hoang ở các vùng đồi núi nước ta. Cây này dùng bộ phận là rễ và củ, có tác dụng là kháng khuẩn, kháng viêm, chống u xơ, chống huyết, chống huyết khối. Thường được dùng để chữa phong thấp, chấn thương, huyết áp, viêm gan, điều hòa kinh nguyệt. Cây này nó có thể kết hợp với một số loại thuốc để trị một số bệnh như là chữa đau nhức xương khớp do phong thấp, chữa va đập bầm tím bên ngoài, hỗ trợ trị viêm gan, siêu vi thể vàng da, hỗ trợ điều trị sơ gan, chữa sưng vú, chữa phong thấp, viêm khớp đau chân, chữa chấn thương tụ máu bầm chân tay, chữa đau bụng do ứ huyết, hạ huyết ổn định huyết áp, trị viêm gan do thấp nhiệt, chữa bỏng lửa và bỏng nước, chữa bầm máu do té ngã, chữa rắn độc cắn, ung thư, mụn nhọt. Cây này không dùng được cho phụ nữ mang thai. Đây, lá của nó có dạng hình bầu, lá to từ gốc đến ngọn, to ở phần gốc, bé dần ở phần ngọn. Lá mọc đối xứng nhau,